Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình PBS. Mở đầu câu chuyện ngày hôm nay là cái vấn đề tiền của người già. Ngày hôm qua, ông dân biểu của tiểu bang Connecticut là ông John Larson, ông ta đã đưa ra Quốc hội một cái dự luật là tăng tiền cho người già. Bởi vì ông nói rằng là lâu nay người già thiệt thòi trong vấn đề kinh tế, đời sống, lạm phát của Hoa Kỳ. Cho nên cái vấn đề trợ cấp của người già không đủ để mà chi phí sinh sống cho hàng ngày. Đây là một cái sự kiện mà ông thấy rằng người già rất thiệt thòi. Ông đề nghị một cái dự luật mới gọi là Social Security Act 2100. Với cái dự luật mới này, nếu được chấp thuận thì tiền của người già sẽ tăng không phải là một vài chục như lâu nay. Đến năm vừa rồi coi như là được tăng nhiều nhất là 8.7%. Quý vị biết rằng là cái tiền già này có từ hồi nào? Từ năm 1935, do ông Tổng thống Franklin Roosevelt, sau khi mà xảy ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế của Mỹ năm 1928-1930, Tổng thống Franklin Roosevelt đã đưa ra cái luật welfare và lo cho người già. Trong đó những người già làm việc hay là không làm việc, đến năm 60, ngày đó mới có 60 tuổi là cho về hưu 55 tuổi, bây giờ mới tăng lên 65 và có thể sắp sửa tăng lên 70. Là được chính phủ cấp trợ cấp về tiền mặt và tiền Medicare. Rồi cứ mỗi năm lại được điều chỉnh theo cái vật giá leo thang, cost of living, là giá sinh hoạt. Nó dựa theo cái index, consumer index, giá thị trường gia tăng bao nhiêu thì tiền già chính phủ phải tỷ lệ tăng bấy nhiêu. Trung bình là mỗi năm tăng 1-2%. Cho đến năm vừa rồi tăng quá nhiều, tăng 8.7% là vì Joe Biden làm cho lạm phát lên đến 9 chấm. Đến giờ này cũng vẫn xuống còn đến 5 chấm, quá cao. Thời Donald Trump không có lạm phát, tiền già cũng vẫn tăng 2 chấm, 3 chấm. Nhưng mà tất cả những cái vấn đề tăng đó nó không thấm vào đâu, là vì cái nền kinh tế của Mỹ bây giờ đang suy sụp. Joe Biden đã thành công tiêu diệt nền kinh tế Mỹ. Cái đó là phải công nhận là công của Joe Biden. Tại sao tôi nói câu đó? Là vì quý vị biết 4 năm làm Tổng thống của Donald Trump, lạm phát 0.5 cho đến 1.2 là tối đa. Giá xăng chỉ có 2 đồng, 3 đồng một gallon. Joe Biden làm 2 năm hơn nay đã làm cho giá xăng lên đến có lúc gần 7 đồng, bây giờ vẫn còn 5 đồng rưỡi một gallon. Đấy là công của Joe Biden. Tại sao nó làm cho giá xăng lên mạnh như vậy? Là vì nó phá đám. Hệ thống dẫn dầu đang xây dựng từ bên Alberta, bên Canada, đưa về xuống đến vịnh Mexico. Nó vừa rẻ mà nó lại vừa đỡ mất thì giờ. Là vì nó dẫn dầu trị giá 6 tỷ đô la cái hệ thống dẫn dầu này. Nó gọi là Keystone Pipeline. Nhưng mà Joe Biden lên nó ngưng, nó bảo không làm nữa, bỏ. Rồi nó cấm những cái chỗ mà gọi là khai thác về than đá, bỏ. Làm hàng chục triệu người không có việc làm. Trong khi cái Keystone Pipeline của Donald Trump chỉ còn 1/3 nữa là xong. Mà nó phá tan. Thế đấy không phải là nó phá đám à? Dầu hỏa trong nước lúc bây giờ thừa bán cho ngoại quốc. Mỗi một ngày bán 500-600 ngàn thùng dầu hỏa. Joe Biden nó cấm không khai thác nữa, cấm không cho dẫn dầu nữa, thì dầu nó phải đắt. Khi mà Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Cung năm 2021, tháng Giêng ngày 20, dầu hỏa lúc bây giờ chỉ có 32-35 đô la một thùng dầu thô. Joe Biden vào Tòa Bạch Cung chưa đầy 3 tháng, nó lên 60 đô la, rồi 90 đô la, có lúc lên đến 120 đô la, gần bằng thời Obama. Đấy không phải là một tên phá đám kinh tế Mỹ, phá hoại nền kinh tế Mỹ. Những người nào khen cho tôi biết, tôi sẽ nói trên đài. Người nào đủ can đảm khen là Joe Biden làm vậy là đúng. Bởi vậy, sau đó Joe Biden là phải bay đi qua Saudi Arabia, năn nỉ để người ta gia tăng cái vấn đề sản xuất để làm giá dầu xuống. Mà là họ không chịu. Họ không chịu gia tăng mà họ còn giảm hàng trăm ngàn thùng dầu mỗi ngày. Joe Biden là phải luống cuống lấy dầu ở trong kho dự trữ, gọi là dầu chiến lược, strategy oil stockhold warehouse, là cái dầu để phòng chiến tranh xảy ra, dùng cho tàu bay, dùng cho dầu thủy, dùng cho xe hỏa, vân vân. Lúc bây giờ Donald Trump đổ đầy hết các quỹ chiến lược 756 triệu thùng. Joe Biden lấy ra bán. Bán cho ai? Bán giúp đỡ cho tàu. Giờ này chỉ còn vào khoảng 200 triệu thùng hoặc ít hơn. Nếu chiến tranh mà xảy ra là Mỹ không có dầu. Dầu dự trữ đem đi bán tàu để lấy tiền về làm gì? Lấy tiền về nuôi những dân di cư bất hợp pháp. Rồi hàng rào tốn hàng tỷ đô la, đang làm sắp xong, ngưng. Đấy không phải là phá đám à? Để cho cái tụi mễ, cho cái tụi thế giới, tụi tàu đói của Tập Cận Bình nó vô Hoa Kỳ. 7 triệu người giờ này là một gánh nặng quốc gia. Nó chỉ có mỗi cái lợi là nó ra tranh cử tới để cho cái bọn này sẽ bỏ phiếu cho nó, có vậy thôi. Bởi vậy cho nên nó làm chưa đầy 2 năm nợ lên đến 31.000 tỷ. Càng nói ra càng thấy đồng bào Hoa Kỳ đúng. Cuộc thăm dò của CNN ngày hôm qua cho thấy 65% dân Mỹ nói rằng Joe Biden là một con người yếu ớt. Yếu ớt từ thể xác, đi đến đâu cũng ngã. Yếu ớt từ tâm hồn, nói lắp bóc quên trước quên sau, bao giờ cũng phải cầm miếng giấy mà đọc. Yếu ớt về kinh tế, không đáng học trò của Donald Trump. Bởi vậy 63% dân Mỹ nó bảo tên này là một tên hỏng. Những người nào mà bỏ phiếu Joe Biden mà hãnh diện cho tôi biết để tôi ca tụng trên đài 2 tuần lễ. Bởi vậy cho nên ông dân biểu John Larson, ông mới nói một câu: chúng ta cần phải bảo vệ người già. Chúng ta không cắt cái tiền già mà chúng ta còn phải bảo vệ họ. Và bây giờ cần phải tăng tiền cho họ. Ông đề nghị hơi cao, phải tăng 25% cho người già. Nếu như cái luật này được thông qua thì coi như năm tới những người già sẽ tiền không còn là 1.133 đô la bây giờ một tháng, mà sẽ thêm đến 400 đô la nữa. 25%. 25% của 1.000 có phải là 250 mà lên 1.001 mấy chục, trở lên đến 400 đô la. Ông ấy tính ra là nếu cái luật này được thông qua thì năm tới trở đi tiền của người già sẽ là 1.512 đô la. Cái bọn nghị gật ở Quốc hội giờ này làm vô duyên, nhưng mà cái câu này nghe được. Ông ta bảo rằng là dân biểu tăng lương, nghị sĩ tăng lương, mà người già không được tăng lương thì người ta chết. Mà ông ta nói hiện nay trên nước Mỹ này có 66 triệu người già trên 65 tuổi. Với cái tỷ lệ đó, người già rất đông trong xã hội Hoa Kỳ. Tôi đã có nhiều gì vào thăm những bạn bè già của tôi, khán giả già của tôi ở các nước trên hôm. Ồ, thê thảm lắm. Cô đơn. Con cháu mắc bận làm ăn, nó theo Mỹ, cả năm nó không đến thăm. mùng 5 ngày Tết nó gọi cú điện thoại là rồi, ngày sinh nhật nó cũng gọi cho cú điện thoại, già lỗ tai lại còn lãng không nghe được. Đấy, ngay cả bà Tổng thống Jimmy Carter hôm nay có bản tin mới cho biết bà bị bệnh dementia, tức là bệnh lú lẫn, giống như Dương Đại Hải lú lẫn để chìa khóa đâu quên đó, chín bó thôi còn gì. Bà ta bây giờ lú lẫn và có vẻ Alzheimer. Alzheimer là nó nặng hơn lú lẫn. Lú lẫn là quên, không nhớ cái vật đó mình để đâu. Nhưng mà còn Alzheimer là bệnh mất trí khôn, giống như trẻ thơ không biết gì hết, ăn cơm rồi cũng bảo chưa ăn, giống như Ronald Reagan thời mà bà vợ nuôi ông ấy, bị Alzheimer. Bà nói ông khóc tối ngày vì không đúng đòi ăn mà trong khi ông vừa ăn rồi. Thế thì bà vợ Jimmy Carter giờ này, ông chồng lại chưa lẫn, bà vợ trẻ hơn thì lại lẫn. Cho nên đấy là những cái sự kiện mà ông dân biểu John Larson của tiểu bang Connecticut đưa ra Quốc hội dự luật Social Security Act 2100. Nếu được thông qua thì những người lương của người già năm tới sẽ lên đến $1.500 một tháng. Đó là một tin vui. Bởi vì cái bọn ăn hại Quốc hội, chứ tôi gọi chúng nó là những bọn ăn hại, nghị gật, tối ngày nó gật đầu ủy mông sư. Joe Biden bảo sao nó nghe vậy, là vì nó ăn tiền của cái bọn Deep State. Kính thưa quý vị, rồi một lần nữa chúng tôi xin dừng vài phút gửi đến quý vị các cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.